Trong lễ cưới, mẹ chồng bất ngờ phát hiện con dâu chính là con ruột thất lạc. Một phụ nữ đã choáng váng trong ngày cưới của con trai khi phát hiện cô dâu thực chất là đứa con gái mà bà đã thất lạc từ lâu. Không ai ngờ, tình huống tưởng chừng chỉ xảy ra trong phim này lại diễn ra ở đời thực. Vậy chẳng phải cô dâu và chú rể là anh em ruột sao? Đám cưới sẽ phải làm sao đây? Câu chuyện hư hữu này xảy ra ở thành phố Tô Châu, Trung Quốc vào một ngày cuối tháng 3 năm 2021. Hôm đó, bà Dương vội vã đến Tô Châu để dự đám cưới con trai. Bà hơi lo lắng vì mới gặp con dâu lần đầu trong đám cưới vì nhà ở xa. Trong lúc lễ cưới đang diễn ra, bà Dương vô tình nhìn thấy vết bớt trên tay cô dâu và cảm thấy nó vô cùng quen thuộc. Nó giống hệt với vết bớt của đứa con gái bị mất tích của bà. Nhớ lại năm đó, từ khi sinh được một bé gái, bà Dương cưng chiều như cô công chúa nhỏ. Đứa trẻ trở thành tâm điểm trong cuộc sống cũng như mọi niềm vui của bà. Cô bé cũng rất ngoan và hiểu chuyện, tuy còn nhỏ nhưng biết quan tâm mẹ và chủ động giúp mẹ việc nhà. Tuy nhiên một ngày nọ, khi đưa con đi chợ mua rau, bà Dương mãi mặc cả với người bán hàng. Đến khi quay lại thì phát hiện con gái đã mất tích. Bà vừa đi tìm khắp nơi, vừa đăng tin trên báo đài, gọi cảnh sát, tìm mọi cách nhưng vẫn không thể tìm được cô con gái ngoan ngoãn đáng yêu. Người mẹ đau lòng khóc suốt như muốn phát điên. Bà kể, tôi dường như đã già đi 10 tuổi chỉ sau một đêm. Giờ đây, khi nhìn thấy vết bớt trên tay cô dâu, lại thêm linh cảm của người mẹ, bà đánh liều đến gặp cha mẹ cô dâu và hỏi liệu cô có phải được nhận nuôi hơn 20 năm trước hay không. Bí mật được tiết lộ. Cha mẹ cô dâu khi nghe câu hỏi này đều rất sốc. Đây luôn là bí mật cả đời của con gái họ. Họ chưa từng nói cho ai biết. Làm sao mà nhà chồng biết được? Trước ánh mắt mong chờ và sự khẩn thiết của bà thông gia, bố mẹ cô dâu cuối cùng cũng xác nhận cô dâu là con nuôi. Chuyện là cách đây hơn 20 năm, ông bà đã tìm thấy một bé gái bơ vơ bên vợ đường. Họ đã đón đứa bé về nhà và quyết định chăm sóc cô bé. Mặc dù không chung dòng máu, nhưng họ luôn coi cô như con gái ruột và nuôi nấng cô nên người. Sau khi bố mẹ cô dâu thừa nhận cô là con nuôi, hai bên sâu chuỗi thông tin trùng khớp, mẹ chồng càng chắc chắn rằng con dâu chính là con gái ruột của mình. Mẹ chồng nói, chắc chắn là đúng rồi, đây là con tôi. Sau đó, người mẹ chồng vội vã chạy đến trước mặt cô dâu. Bà cầm tay cô, nhìn thật kỹ vết bớt trên tay cô một lần nữa. Bà đã tìm cô trong nhiều năm trời, nhưng không có kết quả. Nào ngờ hôm nay lại có thể kết thúc được cơn ác mộng đã đeo bám bà suốt mấy chục năm qua. Cô dâu ngơ ngác chứng kiến biểu cảm kích động của mẹ chồng. Cha mẹ cô dâu liền kể lại sự việc. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện và nhìn mẹ ruột, cô dâu đã bật khóc. Thế là trong nháy mắt, đám cưới bỗng biến thành buổi đoàn tụ giữa hai mẹ con. Cô dâu cho biết khoảnh khắc gặp được mẹ ruột ngày hôm đó khiến cô hạnh phúc hơn chính đám cưới. Nhiều bức ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cô dâu gục xuống và ôm chặt mẹ chồng cũng chính là mẹ ruột của mình. Tuy nhiên, câu chuyện trùng phùng đầy nước mắt của họ không dừng lại ở đó. Có một vấn đề xuất hiện ngay sau khi sự thật được tiết lộ, đó chính là hôn lễ sẽ như thế nào đây? Bí mật nối tiếp bí mật. Trong lúc mọi người còn đang xôn xao, nếu cô dâu là con gái ruột của mẹ chồng, thì cô dâu chú rể không phải là anh chị em ruột sao? Cô dâu chú rể cũng như mọi người đều lo lắng về đám cưới hiện tại rằng liệu hai người có đang kết hôn với anh em ruột của mình hay không. Lúc này, mẹ chồng mới đứng dậy tiết lộ một chuyện bất ngờ khác. Bà cho biết họ kết hôn không có vấn đề gì vì chú rể cũng là con nuôi. Người mẹ kể sau nhiều năm tìm kiếm con gái không thành, họ đã mất hết hy vọng. Được người thân, bạn bè khuyên nhủ, vợ chồng bà quyết định nhận nuôi cậu con trai để an ủi tinh thần, chính là chú rể hiện tại. Tuy không cùng huyết thống, nhưng bà vẫn chuyển hết tình cảm cho con gái sang con trai nuôi. Cậu bé cũng rất nhạy cảm và giỏi đọc sách, sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc ở Tô Châu và có bạn gái. Họ không phải là anh em ruột nên vẫn có thể kết hôn. Không ngờ trên đời lại có sự trùng hợp như vậy. Sau khi biết được sự thật, ai cũng thở phào nhẹ nhõm và đám cưới vẫn diễn ra như dự kiến. Thật may mắn vì không phải chứng kiến đôi uyên ương chia rẽ đau lòng như trên phim ảnh. Mọi người vui vẻ gửi tới cặp đôi mới cưới những lời chúc tốt đẹp nhất, đồng thời cũng không quên chúc mừng cô dâu đã tìm lại được nguồn cội của mình. Con dâu bỗng biến thành con gái, ai cũng cho rằng đây mới chính là song hỷ lâm môn. Dường như mọi người đều cảm thấy không còn chuyện gì có thể hạnh phúc hơn được nữa. Giờ đây,
cô dâu chẳng phải lo lắng chuyện sống chung với mẹ chồng, còn chú rể đã sống quen trong gia đình nhiều năm, nên cũng không e ngại chuyện bất hòa với bố mẹ vợ, cũng là bố mẹ đã nuôi anh từ nhỏ. Duyên phận quả thật là quá kỳ diệu. Người con trai được nhận nuôi đã giúp bố mẹ mình tìm lại được con gái ruột bị mất tích suốt bao năm. Đây chắc hẳn là sự đền đáp thiết thực và ý nghĩa nhất mà anh có thể làm cho họ. Về phía cô dâu, cô nói rằng cô không thể nào hạnh phúc hơn khi tìm lại được người mẹ ruột trong ngày cưới của mình. Niềm vui nhân đôi trong ngày trọng đại. Có lẽ cuộc sống sau này của gia đình họ sẽ ngập tràn hạnh phúc mà thôi. Câu chuyện này sau khi được đăng tải cũng khiến cư dân mạng trong và ngoài nước không khỏi ngạc nhiên. Có người bình luận, đôi khi số phận dường như sắp đặt để đưa những người có duyên gặp lại nhau. Trong ngày cưới của con gái lại có điều hạnh phúc như thế này. Có vẻ như có một sức mạnh lớn hơn chúng ta đang hiện hữu. Chúc cho tương lai của họ đầy hạnh phúc và niềm vui. Đúng là song hỷ lâm môn, cô dâu cũng khỏi lo vấn đề mẹ chồng nàng dâu nữa rồi nhé. Ai cũng là con cưng hết. Đây là một câu chuyện hấp dẫn, có thể được làm thành một bộ phim rất hay. Cũng có người cho rằng, các bé trai thường bị buôn bán, các bé trai được ưa chuộng hơn vì được cho là sẽ chăm sóc cha mẹ già. Và khi những kẻ buôn người phát hiện ra đứa trẻ bị đánh cắp là bé gái, chúng thường bỏ rơi bé. Trong quốc gia Trung Quốc rộng lớn, có thể không có cơ sở dữ liệu nào để tìm kiếm cách đây 20 năm. Câu chuyện này thật là kỳ diệu. Nghe có vẻ khó tin, nhưng thực tế những câu chuyện kỳ diệu như vậy vẫn xảy ra quanh ta. Có một câu chuyện tương tự xảy ra ở Mỹ, khi một nữ y tá vô tình phát hiện bạn đồng nghiệp, hóa ra chính là người anh trai thất lạc từ lâu của cô. Phát hiện đồng nghiệp chính là anh trai ruột thất lạc. Sandy Chandrick, 51 tuổi, là một y tá sống ở bang Arizona, Mỹ. Tuổi thơ êm ấm suốt 11 năm, bỗng một ngày thay đổi khi hàng xóm tiết lộ cô chỉ là con nuôi của bố mẹ. Sandy đã vội chạy về hỏi mẹ và biết được sự thật. Cô là con của người họ hàng xa, được bố mẹ nhận về nuôi khi vừa chào đời. Năm 2013, mẹ của Sandy qua đời, bố nuôi của cô cũng mất sau đó 3 năm. Sự ra đi của bố mẹ khiến Sandy rất đau lòng. Thật may lúc này, con cái của cô đều đã lớn, chồng và các con luôn ở bên động viên cô. Sau một thời gian cha mẹ nuôi qua đời, Sandy nhận được tin nhắn lạ của người có tên Anna. Người này tự nhận là mẹ của cô. Trong quá khứ, bà Anna từng hứa sẽ không liên lạc với cô khi bố mẹ nuôi cô còn sống. Vậy nên, khi họ qua đời, bà đã nhắn tin cho Sandy hy vọng được nhận lại con. Lý do bà Anna cho con là bởi bà đã sinh ra cô Sandy ngoài ý muốn, mang bầu ở tuổi 20 với một người đàn ông tên Gary, nhưng trong lòng bà lại luôn nhung nhớ người khác. Bản thân bà Anna không muốn sống với ông Gary nên đã quyết định sinh con ra rồi mang gửi cho bố mẹ nuôi của cô. Biết được nguyên nhân, Sandy đã nhận lại mẹ đẻ. Tuy vậy, cô vẫn không có ý định tìm lại người cha đẻ. Đến năm 2017, Sandy xét nghiệm ADN, dò tìm kết quả và kết nối được với một người em họ. Người này cho cô tài khoản Facebook của bố đẻ Gary. Sau rất nhiều đắn đo, Sandy mới quyết định nhắn tin cho bố đẻ. Thế nhưng, tiếc là ông đã không đọc được tin nhắn chờ của cô. Dần dần, cô cũng quên đi chuyện tìm cha ruột. Thời gian qua đi, đến tháng 12 năm 2020, Sandy lại vào Facebook của ông Gary vì tò mò. Thật bất ngờ, cô thấy có một người bạn chung với ông tên Alan. Anh ấy chính là đồng nghiệp cùng cơ quan với cô ở bệnh viện. Ngày hôm sau, khi đến bệnh viện, Sandy đã hỏi Alan rằng vì sao anh lại quen biết với bố đẻ của cô. Thật bất ngờ, Alan nói với cô, trời ơi, ông ấy cũng là bố của tôi mà. Thì ra, Alan chính là anh trai ruột của cô mà cô không hề hay biết. Cả hai ôm chầm lấy nhau mà khóc. Sandy không thể tin nổi, người đồng nghiệp mà mình vô cùng yêu quý lại là anh trai cùng cha khác mẹ với mình. Ông Gary và mẹ của Alan cũng ly dị sớm nên anh không ở với bố. Vậy nên, dù là đồng nghiệp lâu năm, Sandy cũng không hay biết gì về bố của Alan. Cho đến hôm nay, mọi việc sáng tỏ, cô vô cùng hạnh phúc. Tình cảm của họ càng trở nên khăng khít hơn. Cũng nhờ Alan, Sandy đã gặp được bố đẻ của mình. Cả ba có bức ảnh thân thiết, hạnh phúc. Nhưng điều khiến Sandy vui và bất ngờ có lẽ vẫn là gặp được người anh trai ruột, vốn là đồng nghiệp mà cô hết lòng yêu quý. Từ những câu chuyện thực tế trên, tôi nhận ra rằng hãy tin vào duyên phận, những người có duyên với nhau. Bằng cách nào đó, định mệnh sẽ đưa họ gặp lại nhau trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.